Xin chào cả nhà, có phải cả nhà đang muốn tìm hiểu về hệ thống cổng từ an ninh? Đây là video dành riêng cho các chủ shop quần áo muốn tìm cổng từ an ninh. Trước đây, bộ cổng BG122ZF sử dụng bo mạch 3008 khá hiệu quả, nhưng từ khi dịch Covid và chiến tranh xảy ra, nguyên liệu sản xuất chip gần như thiếu thốn, các công ty gia công chip đóng cửa hàng loạt, điều đó khiến cho bên bo 3008 không còn đạt chất lượng được như từ trước năm 2020. Với tiêu chí đạt chất lượng lên hàng đầu, lấy lợi ích khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi chọn lọc loại main bo phù hợp để thay thế. Và video này sẽ giúp các anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu sẽ nắm rõ hơn cách đấu dây cũng như điều chỉnh độ nhạy, cách xử lý độ nhiễu. Main phụ được cắm sẵn dây chờ tại bên chính, ta tìm chân DC out 1 hoặc 2 đều được để cắm các domino vào theo đúng chiều. Sau đó, ta cắm các nguồn vào cổng DC in 24V để cấp nguồn cho cổng chính. Cắm nguồn vào, bật công tắc và chờ cổng khởi động, cổng phụ sẽ phát 10 tiếng còi để báo hiệu khởi động. Hàng xuất đi thường được kiểm tra, cân chỉnh độ nhạy và tần số chuẩn, nhưng về môi trường thực tế sẽ có phát sinh yếu hơn hoặc nhạy quá. Đừng lo, đây là nút điều chỉnh độ nhạy. Nhưng trước khi tự ý điều chỉnh, hãy gọi cho hotline 0906 484 379 để được hướng dẫn cụ thể và chuẩn xác. Giờ thì xem cổng hoạt động ra sao thôi. Chúc cả nhà tìm được cho mình một hệ thống cổng chống trộm chất lượng, một nhà cung cấp uy tín.